Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay Thục lên một clip gồm 28.000 câu nha em. Thì 28.000 câu này 28.000 câu máy ngang, hàng chiên cho em lua ra, hàng này hàng kiện Nhật nha mọi người. Rồi, đếm cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không đúng clip em lên em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần Balazon. Đó, Balazon. Thì cây một cây cần phôi sóng ít mọi người. Đó, cần đời cao phôi sóng ít. Phen là phen Pussy, bắt là bắt đây qua nha anh em, bắt thẳng đây qua. Ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp, bu bu trống sẵn sẵn tới ngọn nha anh em. Đây, đó. Thì cái Balazon này thì độ cứng là độ cứng M, nặng 100g, đọt 1.8 dài là 1m98, tải mồi từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 7 đến 16 lb, giá công khai cái số 1 giá là 2 triệu cộng ship nha anh em, 2 triệu cộng ship, hàng đẹp nha mọi người, không xuất sắc nhiều hết. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 em lên cho mọi người là một dòng cần của Minecraft, một dòng cần laser. Đó. Thì cây Minecraft này thì nó bị lỗi keo cái này nha mọi người, đây keo cái này bị lỗi, nó lắp cái bóng đó anh em. Đó, đây đó. Thì tất cả phần còn lại ok hết trơn nha mọi người, nói chung là ngoại hình đẹp đẽ. Phen là phen xít, phen bóm, máy ngang, bát là bát Pussy, ngoại hình đẹp nha anh em, ngoại hình đẹp không lỗi lầm hết, bù trong sáng bù xít luôn, phen xít bù xít đẹp, ngoài cái lỗi keo cái này thôi. Thì cây này độ cứng là MH nha anh em. Cây này độ cứng MH, dài 2m04, nặng 137g, đọt 21, tả mồi từ 7 đến 28g. Thì cây này về anh em đánh nhét thiệt, săn hàng, câu lóc, câu chẽm thoải mái nha. Thì tải mồi từ 12 đến 20 lb, giá công khai là 1.6 triệu nha. Cây số 3 nha mọi người. Thì cây số 3 em lên cho mọi người quẳng một cây hàng của Minecraft anh em, đó, phần xích nha, laser đây đó. Thì chiếc này quầy Majagrap rất là nhiều luôn đó. Majagrap một thương hiệu chuyên cho làm cần lua nha anh em đó. Phân xít thì chất lượng phôi khỏi bàn, thì em đảm bảo với anh em 100% nhờ những lô Majagrap này thì em lấy từ Nhật quầy đó. Nó bát là bát Pussy nha anh em, bát Pussy. Thì cái này dài là 1m89 nha anh em, dài 1m89, độ cứng là MH, đọt 2 ly, nặng 136g. Thì cái này nó tải mồi ra từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Cái số 3 giá 1.9 triệu. Thì cái này hàng chuẩn cho anh em câu lóc nha, chuẩn câu lóc, câu lóc, câu chẽm. Đó, bắt đẹp nha anh em. Tiếp theo cái số 4, cái số 4 là cho người quẳng một cây Minecraft. Nhưng cái này dài một tí, dài hơn tí. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Phen cũng là phen xít anh em, phen xít, phen bóm. Ngoại hình thì ok rồi, tương đối sạch sẽ. Rất là xuất sắc luôn. Phen keo chỉ ok hết nha anh em. Buồn chống sắn nha. Đẹp. Hàng ngoại hình còn rất là ok luôn. Đó. Hàng này đánh lóc là hết chê. Thì cái này dài là 1m98, nặng 137g, đọt 2.1 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 21g. Để xem MH thì 1 oz. Cái này tải mồi từ 7 đến 28g. Tải dây từ 12 đến 20 lb nha mọi người. Đó, cây số 4 giá là 1.9 triệu nha. Tiếp theo cây số 5 nha anh em. Đó. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần Majorap. Cây này còn túi nha anh em, laser còn túi. Majorap. Thì phen vẫn là phen xít thôi, phen xít biển nè. Đó, bát là bát Pussy Majorap. Thì cây này độ cứng hắc nha anh em, độ cứng hắc. Độ cứng rất là chuẩn cho săn hàng đánh lóc. Câu lóc gừng. Phen là phen xít nha anh em, phen xít bóm. Rất là mới đẹp luôn. Đó, sau kỹ cho anh em xem luôn. Bù chống sắn. Tất cả đều ok hết.
Thì anh em nhận cần anh em được quyền kiểm tra hàng trước nha anh em, kiểm tra hàng trước thanh toán hết. Đó, nếu hàng lỗi mà không clip lên thế này nè thì anh em cỡ về. Đó, rất là dễ. Thì cái này nặng là 144 gram, đọt là 2 ly 5, dài là 2,04 m nha anh em, dài 2,04 m. 68 dài 2,04 m. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 10,5 đến 42 gram, tải dây từ 12 đến 25 lb. Thì cái này về là đánh vô tư nha anh em, đánh giá thiệt. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 2 triệu 2 nhé. Còn túi. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 vẫn còn túi nha anh em. Đó. Thì ngoại hình rất là đẹp luôn. Cây số 6 là một cây cần Mayagrap, dài 1,8 m nha anh em. Dài 1,8 m, bass là bass Fuji Mayagrap, bass cũng rất là ok. Đó. Dài 1,8 m, độ cứng M. Thì cái này anh em vừa kết hợp vừa luôn nhảy hơi và nhảy thiệt, rất là ok nha mọi người. Đó. Bộ bộ chống sắn bút xít, phen là phen xít bơm, ngoại hình đẹp, không xước xát nhiều hết. Và phần những dòng may giáp này thì em đảm bảo với anh em 100% là em lấy từ thị trường Nhật về nhé, chứ không phải là hàng tồn hàng tuôn gì đâu. Thì cái này nặng là 127 g, đọt 1 ly 8, dài 1,8 m. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Rồi, giá công khai số 6, giá là 1 triệu 9 nha. Tiếp thêm qua cái số 7. Thì cái số 7 lên cho mọi người là một dòng Mayagrap Corkis. Dòng Corkis. Thì cái Corkis này nó chỉ dài là 1,6 m, 1,86 m anh em, 1,86 m, độ cứng là ML. Đây, rất là đẹp luôn. Dòng Corkis này thì nó đặc biệt bộ chỗ cái bass nè, rất là đẹp. Bass là bass Fuji anh em, Fuji gỗ luôn nha. Carbon sẵn, phen này con xích bấm nè, rất là đẹp luôn. Thổi có che vào đâu được. Bu dạng bu chống sẵn anh em, bu chống sẵn, phen chỉ ok hết nha, không lỗi lầm gì, rất là đẹp. Thì cái này nặng, cái này dài là 1,86 m, nặng 113 g, đọt 1 ly 7. Thì cái này độ cứng là ML, thì nó sẽ tải mồi từ 5,25 g đến 14 g. Thì dạng này anh em đánh mồi nháy hơi như thế này, đánh nháy hơi nó vô tư. Tải dây từ 8 đến 14 lb. Rồi, giá công khai số 7, giá là 2 triệu nha. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 vẫn là một cây dòng Mayagrap Corkis. Dòng Corkis này thêm về được 3 cây. Đây, chất liệu vẫn là carbon sẵn nha anh em. Carbon sẵn nè. Sẵn tít luôn á. Bát là bát gỗ Fuji. Mayagrap. Thì cái Mayagrap này, này dài 2,0 m, dài 1,98 m nha anh em. Dài 1,98 m, độ cứng M. Độ cứng chuẩn cho anh em đánh nháy hơi và nháy thiệt. Đó. Medium. Phen vẫn là phen xít nha anh em, phen xít phần bấm, bu bu vẫn bu chống sắn, carbon sắn tới ngọn luôn, rất là đẹp. Đẹp hết chỗ chê mọi người. Thì cái này thì nó dài 1,98 m, nặng 120 g, đọt 1 ly 8. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Giá công khai cây số 8, giá là 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2 cây số 8. Ngoại hình ok nhé. Phôi sẵn đây qua, phôi sẵn của Mayagrap mà rất ok nhé. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người là một dòng Mayagrap Corkis 9. Thì cái này dạng săn hàng. Đó, săn hàng. Đây anh em. Phen lên em, phen xít chân đen nha anh em, phen nó nghiêng ra ngoài dạng phen ca. Phôi vẫn là phôi sẵn nha anh em. Thì cái này nó có xước xát li ti nè, đó, xước xát li ti nhé. Thì phen này em đi chỉ lên nè, đó, đi chỉ lại. Đây nè, xước xát nha. Xước xát li ti nhưng không ảnh hưởng gì tới phôi cho nha mọi người, không ảnh hưởng tới phôi, bù bù chống sẵn.
Đây này, phen nó nghiêng ra trước nè, nó phen ca nhé, phen ca xít ngoại hình xước xác mọi người, đây xước xác nha. Đó, cần xước xác anh em báo với anh em xước xác. Bát là bát gỗ, bát micrograph, phen là phen full xít. Thì cái này dài là 2m34 nha anh em. Chiều dài rất là hiếm so với cần lua nha anh em. Cần lua là 2m, cần lua mấy ngang mà 2m34 thì rất là hiếm luôn. Đó, thường là 2m1 đổ lại thôi. Cái này nó tới 2m34. Thì cái này anh em về sân hàng đánh địa hình nào rộng rãi á, đánh rất là vô tư luôn. Thì cái này nặng 150g, đọt 1-2D1. Thì độ cứng cái này độ cứng M, nó tải mồi từ 7 đến 14g, tải dây từ 10 đến 16RB. Rồi giá công khai, giá cái này em giảm giá luôn vì nó xuất sắc, giá là 2 triệu nha anh em, giá 2 triệu cộng ship, cây số 9. Tiếp theo cây số 10, thì từ cây số 10, số 10, 11, 12, 13, 14 là dòng Majorab Corsa nha anh em. Đó, đây nè, dòng Majorab Corsa. Thì dòng Corsa này thì nó đặc biệt một cái là số bộ phen là micro nha anh em, phen micro, nè, micro xích. Đây, bộ phen nó so với cần của thằng co kit thì nó sẽ nhỏ một tí, nhưng mà anh em đánh vẫn ra dây bình thường nha, rất là chắc đó. Mỗi dòng nó có cái đặc biệt của nó. Thì dòng này được cái bộ phôi phôi carbon sẵn nha anh em, phôi nó sẽ đẹp hơn anh em, cản cản 3 phút phôi sẵn đó, kệ nhắm tay luôn. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98 co xa. Đó, chất liệu carbon sẵn nè anh em, sẵn ít. Thì cái này độ cứng là độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH, độ cứng chuẩn nha anh em, tính nhái thiệt. À, cầu nhái hơi cũng rất là ok. Đó, bu nè, bu chống sẵn. Phần dặn rất là nhỏ luôn. Đó, dạng này đánh cực kỳ phê. Đó, em có mấy anh khách anh lấy mấy dạng này về đánh rất là ok luôn nha nè, báo cá rất là ok luôn. Bát cũng là bát Fuji, carbon sẵn, ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Thì cái này nặng 125g, đọt 1.7, dài là 1m98, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20RB. Rồi giá công khai cây số 10, giá là 2 triệu. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 thông số vẫn giống như cây số 10 thôi. Đó, dài là 1m98, độ cứng M. Sẵn tít. Cái này đẹp. Đó, ngoại hình rất độ ok anh em. Nè. Đó. Bộ sẵn rất là đẹp luôn. Đó, phen phen micro nhá. Một số anh em sợ phen này phen nhỏ, đánh dây không xa, nhưng thật sự là đánh cua tư nha anh em, đánh rất là xa luôn. Đó, anh em cứ đánh đúng cần, đúng thông số là anh em đánh tới đâu luôn á, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng 125g, đọt 1.7, dài 1m98, độ cứng M, độ cứng MH, độ cứng MH, nó tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 LB. Rồi giá công khai cây số 11 giá vẫn là 2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12, 13 là hai cây săn hàng. Đó. Thì cây số 12 là một cây cần Majorab. Đó. Thì cái này độ cứng là độ cứng H nha anh em, dài 2m1, độ cứng H, độ cứng rất là hiếm luôn. Đó. Đây nè. Đó, rất là đẹp luôn. Con xít nha anh em, con xít micro carbon sẵn, bát bát Fuji. Rất là đẹp. Bô bô chống sẵn, carbon sẵn này, sẵn tiếp. Rất là đẹp luôn. Thì cây này nó có bị một lỗi chỗ này, đây. Chóc lớp, chóc cái tên, đó, chóc keo tên. Thì nó mất đồ thẩm mỹ của cây cần lên em. Chứ tất cả ngoại hình thì em có soi chậm cho anh em đó, rất là đẹp luôn. Đó, mất đồ thẩm mỹ chỗ này. Thì
Cái này nặng là 137 g, đọt 1 ly 7, dài 2m1, tải mồi từ 10.5 g đến 42 g, tải dây từ 12 đến 25 lb. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 2 triệu nha nè. 2 triệu cho cây số 12. Thượng cái này mà nó không bị cho đó thì nó ra tầm khoảng 2 triệu 1, 2 triệu 3, 2 triệu 5 nha nè, tùy theo. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 nên cho mọi người quẳng một cây sẵn hàng. Độ cứng là độ cứng ít. Độ cứng ít thì bao đánh nhá thiệt rồi, bao đánh nhá thiệt, bao cạo cá luôn. Đây nè, phôi quẳng là phôi sẵn, sẵn tiết nha nè. Rất là đẹp luôn. Đây nè, sẵn thế này thì khỏi bàn. Sẵn thế này thì đánh là vô tư, đọt chà bá luôn, buông chống sẵn. Thì cái này nó nặng 145 g, đọt 2 ly 3, dài 21. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 84 g nha anh em, từ 10 đến 84 g, dễ mồi rất là rộng luôn. Tải dây từ 14 đến 30 lb, tầm khoảng 15 kg. Giá công khai cây số 13, giá là 2 triệu 3 nha anh em, 2 triệu 3 cho cây số 13. Rất là ok nhé, săn hàng dạng này về anh em lóc gừng, lóc bông thoải mái nhé. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 14 còn phun túi nha anh em. Phun túi, cây số 14 là một cây cặn Major Rap Corkis. Thì cái này dài là 2m0, để em xem, 2m07 nha anh em, dài 2m07, độ cứng vẫn là độ cứng MH. Đó, carbon sẵn nha anh em, carbon sẵn. Thì cái này nặng 132 g nha anh em, nặng 132 g, đọt 2 ly, đọt 1 ly 7. Đó, đọt 1 ly 7. Ngoại hình ok nha anh em, cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% bạn nha. Rất là đẹp luôn. Giờ ít sử dụng. Tải mồi từ 7 đến 28 g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Đó, rất là ok luôn. Cán cầm còn rất là đẹp luôn nè. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 14. Thì cái này tải dây từ 12 đến 20 lb nha mọi người. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 em lên cho mọi người là một dòng Major Rap xe qua. Thì dòng này nó còn túi nha mọi người, còn túi đây. Túi nó, thông số của nó luôn. Thì cái này 66 feet thì một dài là dài 1m98 nha anh em. Đây anh em, dài 1m98, nặng 200 g, đọt là 2 ly 4. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 21 g, tải BE. Thì cái này nó sẽ có thông số BE, BE thì BE từ 4 đến 6 nha mọi người. Đó, thì phen là phen xích nha anh em, nó Fuji xích dạng phen ca nha mọi người. Đây, đó thông số rõ ràng. Giá nó bán tại Nhật 17.300 yên, thì đâu đó ra tầm khoảng gần 4 triệu từ Việt Nam nhé. Đó, đây nè, dạng cán 3 khúc đây. Đó, rất là đẹp luôn. Cán 3 khúc Bass Fuji, phen vẫn là phen micro nha anh em, phen micro. Đa phần những cần mới giờ thì sử dụng bộ phen này nhiều. Đó, phen xít nhá, bù chống sắn. Khớp nối phôi carbon. Rất là đẹp. Loại này về săn hàng nha anh em, độ cứng M, về săn hàng. Đó. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 2 triệu gửi nha anh em, 2 triệu gửi cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 vẫn là một cây phun túi nha mọi người, phun túi. Thì cái này một cây phôi đời cao, phôi nano. Một cây Major Grab Bentail anh em. Phôi nano. Đây, các quần nano. Thì cái này dài vẫn là 1m98, độ cứng vẫn là độ cứng M. Được cái là chất lượng phôi của nó là rất là chắc luôn. Phen vẫn là phen micro nha anh em, phen micro. Phen micro xít. Còn túi. Ba tới đây nè. Đây nè, bát Fuji nha.
ngoại hình còn tương đối ok, đó, xước sát ít thôi, đó, được cái bộ phong phôi chắc rất là đẹp luôn nha mọi người, bu vô chống sắn, độ cứng mà này về là săn hàng vô tư đây, đó, được vô bộ phôi nữa, khỏi chơi. Đó. Thì cái này dài 1m98, nặng 110g, đọt 1 ly 7, tải mò từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Rồi giá công khai cây số 16, giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cho một cây số 16 khôi carbon nano mài dầu rắp, hết chỗ chê anh em. Cây số 17 nha nè. Đó. Thì cây số 7 em lên cho mọi người là một dòng Abu, dòng Abu. Thì cây này một cây Abu hất tin. Đó. Chắc để có bò sẵn nha mọi người. Đó. Sẵn ít đây. Gần gốc. Rất là đẹp. Phen quẩn sụ bộ phen là micro nha anh em. Đó, phen micro. Bu và bu chống sẵn. Khớp nói này nè, rất là đẹp. À, các bò sẵn tới ngọn luôn. Thì cái này nó dài là 1m95, độ cứng là ML nha anh em, dài 1m95, độ cứng ML. Thì cái này thích hợp cho anh em câu chẽm lô mò giả nha. Sẵn đẹp, bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Thì cái nặng là 105g, đọt là 1 ly 3, dài là 1m95. Thì cái này nó tải mồi từ 1.75g đến 7g thôi nha anh em, tải dây từ 6 đến 12 lb. Rồi giá công khai cây số 17, giá là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cây số 17, rất là đẹp luôn. Đó, dòng Abu rồi cao. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người vẫn là một dòng Abu Hustin. Thì dòng này một dòng đời cao, dòng carbon nano nè, foil carbon nano. Đó. Thì fan vẫn là fan Fuji Seed, dạng fan micro nha mọi người. Đó. Cái này dài 1m98 nha anh em, dài 1m98. Carbon là vẫn là carbon sẵn rồi. Đó. Bass là bass Fuji. Nè, rất là đẹp luôn. Thì cái này độ cứng M nha anh em, dài 1m98, độ cứng M, độ cứng chuẩn nha anh em, câu lóc. Câu lóc, câu chẽm. Tính nha thiệt. Đó, săn hàng. Con sắn nha nè, rất là đẹp luôn. Dạng phôi nano thì rất là nhẹ rồi, nhẹ và bền. Anh em về đánh vô tư. Thì cái này nặng là 115g, dài đọt là 1 ly 7, dài là 1m95. Thì cái này nó tải mồi từ 5.25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cái số 18, giá là 2,3 triệu cộng ship nha nè, 2,3 triệu cộng ship cái số 18. Tiếp theo cái số 19. Thì cây số 19 vẫn là một cây Abu Hustin, phôi carbon nano nha nè, carbon nano phôi rất là mới luôn nha, phôi nano carbon. Thì cản vẫn là cản 3 khúc đời cao. Thì cái này dài 2m01 nha nè, dài 2m01, độ cứng vẫn là độ cứng MH nha nè, độ cứng MH rất là đẹp luôn. Đó. Sẵn coi sẵn là khỏi bàn. Đó. Gặp là ok luôn, sẵn như con rắn. Bu quẩn bu trong sẵn, khớp nói là carbon. Rất là đẹp nha anh em. Phôi tem rất là đẹp luôn. Không có chạy đi đâu được hết. Thì cái này thì nó không có vết xước nhỏ luôn mọi người, rất là mới luôn. Đây anh em, nhìn cặp nói này rất là mới luôn. Độ cứng MH thì chuẩn cho anh em đánh giá thiệt rồi, săn hàng. Thì cái này nặng là 124g, đọt 1 ly 9, dài 2m01. Thì cái này tải mồi từ 10.5g đến 28g, tải dây từ 10, tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cái số 19, giá bán là 2,3 triệu nha. Tiếp theo cái số 20. Thì cái số 20, 21, 22 là cùng thông số nha anh em. Đó, cùng thông số. Thì cây số 20 là một cây Abu Hustin, dài 2m11, độ cứng là độ cứng M.
anh em, ngoại hình đây rất là ok và mới nha mọi người. Phôi vẫn là phôi carbon nano. Đó. Thì ba cái này cùng thông số để em đọc cái này để mấy cái kia lên. Đó, rất là đẹp luôn. Fan cũng là fan micro nha anh em, fan micro phôi carbon. Đó. Khớp nối rất là đẹp, buông chống sẵn. Loại này đánh lóc khỏi chê rồi. Đó. Đẹp miễn bàn. Đây, thì cái này nặng 124g, đọt 1.8, dài 1m11 nha anh em. Tải màu từ 5.25g đến 21g, tải dài từ 8 đến 20lb. Rồi, cây số 22, giá là 2.3 nhé. Tiếp theo cây số 20. Cây số này cây số 20 nha này, cây số 20 giá 2.3. Tiếp theo cây số 21. Thì thông số cũng như cây số 20 thôi, dài là 2m11 nha anh em, 2m11, độ cứng M. Thì cái này còn full túi nha mọi người, full túi nên ngoại hình nó rất là ok luôn, không có xước xát gì nhiều hết. Sẵn tít nha anh em, sẵn tít luôn. Rất là đẹp. Đẹp miễn bàn. Thì cái này giá công khai là 2.4 nha anh em, 2.4. Thì dài là 1m21, độ cứng là độ cứng M. Tải mồi từ 5.25g đến 21g nhé. Rồi, cây số 21 giá là 2.4. Tiếp theo cây số 22. Cùng thông số luôn nha anh em, cây số 22. Đó. Ba cây này thì về cùng thông số luôn. Độ mới thì như nhau. Thì được hai cây full túi nha. Đó. Rất là mới nha mọi người. Đó. Dài 2m21. Dài 2m11 cho anh em, dài 2m11. Tải mồi từ 5.25g đến 21g, độ cứng M, rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai cây số 24 giá khoảng là 2 triệu. Giá công khai cây số 22 giá khoảng 2.4 nha. Tiếp theo cây số 23. Thì cây số 23 và cây số 24 là cùng thông số nha anh em. Cây số 23 thì cái này dài là 2m, để xem, 2m16 nha anh em. Abu Hurtin và 2m16, phôi vẫn là phôi carbon nano, sẵn khỏi bàn, bát là bát Fuji đó nha mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, có định vị rõ ràng, khớp nối carbon, bù chống sẵn khỏi bàn nha anh em. Coi mấy cái phôi này đánh là vô tư luôn á. Thì cái này độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH dài 2m16, chuẩn cho anh em sâu sang lóc bông, câu ô minh, câu gừng. Thì cái này là dài là 2m16, nặng là 136g, đọt 1.9. Thì nó tải mồi từ 10.25g đến 28g, tải dài từ 8 đến 20lb. Rồi, giá công khai cây số 23, giá là 2.4 nha. Tiếp theo cây số 24. Thì cây 24 cũng vậy thôi, độ cứng MH dài 2m16. Đó. Hàng chuẩn nha mọi người, hàng carbon chuẩn, carbon nano. Thôi không còn gì để bạn. Rất là đẹp luôn. Dài 2m16, dài 2m16, độ cứng là độ cứng H. Đây nè, cái này nó còn túi đây, thông số đây. Độ cứng H carbon nano. Đó. Thì tọt là 1.9 nha anh em. Tải mồi mát của nó là 28g nha. Đó. Tải dây từ 8 đến 20lb. Rồi, giá công khai cây số 24 giá quán là 2.5 nha anh em. 2.5 cộng ship. Tiếp theo cây số 25 em lên cho người vẫn một dòng cần Abu Hurtin. Đó, cán 3 khúc đề cao. Đây nè. Dòng này dòng Tintro. Carbon sẵn nha mọi người, carbon sẵn. Fan ship nha anh em, fan ship bơm. Bu chống sẵn.
Thì cây này dài là 2m11 nha anh em, dài 2m11. Đó, độ cứng M. Thì dòng này cái bass nó là giọng nó kêu ra nha nè, đó, rất là đã. Đây. Mình có thể nghe. Rất là độc nha anh em. Đó. Thì cây này nặng là 140 g, đọt là 1 ly 8, dài 2m11. Thì cây này tải mồi từ 5.25 g đến 21 g, tải dây từ tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cây số 25, giá là 2 triệu mốt nha. Tiếp theo cây số 26. Thì 26 lên cho người vẫn là một dòng cần của Abu. Thì cây này với cây 25 nó chung đời nha mọi người. Đây, bát dặn con kêu tẹt tẹt nè. Đó. Đó. Rất là độc. Carbon thì carbon sắn. Đó. Thì cây này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, độ cứng M. Đó. Rất là ok luôn. Cán là cán 3 khúc đời cao nè. Thì cái này nó tải mồi từ 5.2 đến 21 g nha anh em. Đó. Nặng 130 g, đọt 1 ly 7, dài 1m98, tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cây số 26, giá bán là 2 triệu mốt nha. Tiếp theo cây số 27. Thì cây 27 lên cho mọi người là một dòng cần Abu. Dòng này dòng hàng hệ, dòng này sân hàng. Phen là phen Titan nha anh em, phen Titan. Đó. Rất là chắc luôn. Thì bass là bass Pussy. Bass rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Dòng này thì nó xuất cho thị trường Nga nha anh em. Đó. Rock Press. Thì anh em có thể search cái tên này ra, giá nó ra là anh em hết hồn liền. Đó. Thì cái này dài 2m1, độ cứng XH. Độ cứng này chỉ có đánh lóc bông thôi, nó đánh lóc bông sân hàng. Đó. Câu mấy địa hình khó anh em, địa hình nhiều bèo quá anh em cảo thoải mái. Thì cái này tải mồi từ 14 đến 40 g, tải dây từ 12 đến 30 lb. Ngoại hình tương đối sạch sẽ nha anh em. Đó, ngoại hình tương đối sạch. Phen là phen Titan, phen tinh, phen còn rất là mới luôn nè. Đó. Bu chống sẵn nha anh em, bu chống sẵn. Càng đẹp nha mọi người, càng rất là đẹp luôn. Abu Bass Pussy. Cán nó rút gọn lên nè, đó, cán rút gọn lên nha anh em. Đó. Dòng này là đi săn hàng khỏi rồi, khỏi còn gì bằng này. Đó, rất là ok luôn. Thì cái này nặng 144 g, đọt 2 ly và 21, tải mồi từ 10 đến 40 g, tải dây từ 12 đến 30 lb. Rồi, cây 27, giá công khai là 3 triệu nha. Tiếp theo cây 28, cây cuối cùng. Thì cây này vẫn còn túi nha anh em. Thì cây 28 này một cây brand. Đó. Một cây hàng của Mercedes-Benz hàng nội địa nha anh em. Dài là 1m8. Tải mồi mát của nó là 20 g, tải dây mát là 14 lb. Độ cứng tương đương với tầm hãng M nha anh em, tầm hãng M, ML. Thì phen là phen xít anh em, phen là phen xít chân titan. Đó. Rất là ok nha anh em, cán là cán gỗ, cán liền nha. Bass là bass Pussy. Phen là phen titan, ngoại hình tương đối sạch sẽ, full túi. Đó. Đây nè, titan nha, rất là đẹp luôn. Bu chống sắn nè, bu chà bá luôn. Ngoại hình rất là ok luôn, khá là xinh xắn. Thì cái này nặng 126 g, đọt 1 ly 8, giá công khai cây số 28, giá là 2 triệu 6 nha anh em, 2 triệu 6 cây số 28, rất là đẹp luôn. Đó, hàng nội địa. Rồi, đó tổng cộng 28 cái căn em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.